cảnh sát. Hãy cùng nhau xây dựng nó. Xe cảnh sát. Tên trộm. Đồn cảnh sát. Cảnh sát viên sẽ giúp bắt kẻ xấu. Hãy cùng nhau trải nghiệm nhé. Xin chào, đây là đồn cảnh sát. Nếu bạn có bất cứ vấn đề gì, bạn có thể nhờ tôi giúp đỡ. Lần này chúng ta có một vụ án cần phải giải quyết. Chúng ta có một vụ án mới. Ai đó đã vẽ bậy lên các bức tường trong công viên. Chúng ta đã bắt được một vài kẻ khả nghi, nhưng kẻ xấu thực sự là ai? Cảnh sát trưởng Kiki, tôi đã nhìn thấy kẻ xấu ở hiện trường vụ án. Kẻ xấu chạy nhanh đến nỗi tôi không nhìn rõ mặt hắn. Hãy suy nghĩ thật kỹ, kẻ xấu có các đặc điểm gì? Kẻ xấu đang mặc trang phục màu xanh dương. Đúng rồi. Chính là nó. Kẻ xấu đang đội một chiếc mũ màu đỏ. Đúng rồi. Chính là nó. Đúng rồi. Kẻ xấu thấp. Chính là nó. Kẻ xấu đã để lại những dấu chân như thế này khi bỏ chạy. Tuyệt quá, chúng ta đã tìm ra kẻ xấu thực sự. Cô Thỏ, cảm ơn bạn vì những manh mối. Tuyệt, các vụ án đã được giải quyết. Đây là những đồng xu kiếm được nhờ sự chăm chỉ của mình. Xin chào, đây là đồn cảnh sát. Nếu bạn có bất cứ vấn đề gì, bạn có thể nhờ tôi giúp đỡ. Lần này chúng ta có một vụ án cần phải giải quyết. Tôi là cảnh sát trưởng Khi. Cảnh sát trưởng Khi, có gì đó không ổn. Nhà kho của nhà hàng đã bị xáo trộn. Hãy bình tĩnh, hãy nói cho tôi biết vị trí của bạn. Tôi đang ở nhà hàng gà. Tôi sẽ có mặt ở đó ngay. Cảnh sát trưởng Khi, cuối cùng thì anh cũng đã đến. Tôi đang lấy hàng từ nhà kho của nhà hàng. Khi tôi bước vào, đã thấy nhà kho rất bừa bộn. Và tôi đã nhìn thấy một bóng người. Bóng người này đã bỏ chạy từ cửa sổ. Không có vụ án nào mà cảnh sát trực Khi không thể giải quyết được. Hãy cứ để đó cho tôi. Nhà kho lộn xộn quá. Bóng người đó có thể là một tên trộm. Hãy kiểm tra xem nhà kho có bị mất thứ gì không nhé. Xin hãy giúp tôi với. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Tất cả đã xong, hãy ghi lại số lượng đồ vật nào. Một, hai, ba, bốn. Một, hai. Tất cả đã xong, số lượng đồ vật đã được ghi lại. Đây là số lượng các đồ vật trước khi bóng người khả nghi xuất hiện. Đây là số lượng đồ vật mà chúng ta hiện có. Hãy cùng so sánh và kiểm tra xem có chênh lệch về số lượng đồ vật hay không nhé. Số lượng đồ vật ở hai bên có sự chênh lệch. Bị mất một chai nước suối rồi. Xem ra bóng người đó thực sự là một tên trộm. Tên trộm đã trốn thoát qua cửa sổ. Hãy kiểm tra cửa sổ.
có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy một số manh mối. Hãy kiểm tra xem tên trộm có để lại manh mối nào hay không nhé. Mảnh trang phục màu tím. Một sợi lông đen. Một thỏi son. Một dấu chân. Tuyệt quá, chúng ta đã tìm thấy 4 manh mối gần cửa sổ. Trước tiên hãy quan sát dấu chân. Con vật nào đã để lại những dấu chân này? Tôi biết rồi, kẻ trộm là một con sói. Ôi không, con sói là kẻ trộm. Tôi nhớ có 6 con sói đã đến nhà hàng hôm nay. Tôi sẽ trích xuất video giám sát của nhà hàng. Hãy tìm cả 6 con sói đã từng đến nhà hàng. Hãy cố gắng tìm ra 6 con sói. Lối vào nhà kho. Quầy thu ngân. Khu vực ăn uống. Bạn đã tìm thấy cả 6 con sói rồi. Dựa trên manh mối chúng ta đã tìm được ở nhà kho, chúng ta chắc chắn có thể tìm ra kẻ trộm thực sự. Một mảnh trang phục màu tím đã được tìm thấy ở nhà kho. Một sợi lông màu đen đã xuất hiện ở nhà kho. Một thỏi son cũng đã được tìm thấy ở nhà kho. Ôi trời, cô sói là kẻ trộm. Tôi biết cô ta. Cô ta sống trên đường Hao. Tôi sẽ lên đường ngay bây giờ và bắt tên trộm. Khi, cảnh sát trưởng Khi, tại sao anh lại ở đây? Ăn trộm là việc làm hoàn toàn sai trái. Tôi sai rồi, tôi sẽ không bao giờ ăn trộm nữa. Cảnh sát trưởng Khi, nhiệm vụ đã hoàn thành. Tuyệt, các vụ án đã được giải quyết. Thật tuyệt, đây là những đồng xu kiếm được nhờ sự chăm chỉ của mình.